Mến chào cô chú và anh chị quay trở lại kênh. Thì sáng nay mình có mặt tại chùa Ấn Quang, ngay chỗ đám tang của mẹ của ca sĩ Trường Sang và Trường Quy, chuẩn bị làm lễ động quan. Mình sẽ chia sẻ cho cô chú và anh chị cùng nhau xem nha. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2024. Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước nha cô chú và anh chị. Thì thông tin thì đêm hôm cũng rất là đông ca sĩ nghệ sĩ đến hát đêm cuối để tiễn đưa chị Phụng về nơi an nghỉ cuối cùng. Rất là nhiều lẵng hoa được gửi tới để chia buồn. Linh cữu hoàng tại chùa Ấn Quang số 243 Sư Vận Hạnh. Thì lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 12 tháng 10. Sau đó linh cữu sẽ đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước cô chú anh chị. Và cô chú anh chị xem nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Thì hiện tại thì xe cũng đã đến để chuẩn bị làm lễ động quan đưa chị Phụng về nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước cô chú chị. Lễ động quan diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2024. Trường Quy cô chú anh chị đang công tác.
đang chuẩn bị làm lễ động quan. Gracias.
video đến đây sẽ kết thúc. Cảm ơn cô chú và anh chị đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.